Một lỗi nữa này, không biết hỗ trợ lead và ekip trong team. Đặc biệt những người mới nhá, cứ đến đấy là cứ lao vào chụp nhiệt tình lắm, nhiệt tình lôi khách đi khóc này khóc kia, thế là sai. Nhiệt tình phải đúng lúc thôi, không phải là lúc nào cũng lao khách rồi dẫn khách đi chụp, trong khi đó lead đang bảo là tập trung lớp bạn chụp thì ông mới đấy nó cứ kéo một đứa sinh đi chụp khóc lời, thì đấy là sai. Đó. Nhiệm vụ chính của mình ngoài đi chụp ra còn phải hỗ trợ lead xếp hàng, xếp đội hình để làm sao cho công việc nó nhanh hơn, đúng không? Kêu gọi lớp vào tập trung vào cho nhanh hơn đấy nhá. Yeah. Thì cứ quay lại cái nguyên tắc là sau khi mà mình xếp hàng xong xuôi rồi, mình hỗ trợ list ok rồi mình mới chụp, thế là được, thế là còn hỗ trợ theo kiểu gì thì ví dụ xếp như nào, ông bảo là xếp cao ở trong thấp ngoài, mình tiến gần vào thằng nào cao mình nhấc nó ra, cầm tận tay thằng đấy vào, em đứng chỗ này cho anh, em đứng chỗ này cho anh, em di chuyển này cho anh, em tiến một tí lùi một tí cho anh, đúng không? Tiến tận nơi chỉnh quần áo cho nó vào, thế đội hình một lúc xong là đẹp luôn, thì lúc đấy bắt đầu chụp. Được chưa? Khi nào lead bảo là vào chụp một phát thì thôi đừng có chụp lẻ bên ngoài nữa.